Thuốc Xeragel thuộc nhóm thuốc da liễu, có tác dụng hỗ trợ điều trị các loại sẹo mới, sẹo cũ, tránh hình thành sẹo lồi, sẹo thâm. Ngoài ra Xeragel còn có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, dưỡng ẩm cho da, giúp da mềm mại hơn. Hiện nay, Xeragel là một trong những sản phẩm được ưa chuộng và là sự lựa chọn hàng đầu cho khách hàng sử dụng. Xeragel là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi công nghệ hiện đại tới từ Mỹ. Xeragel là sản phẩm được nhiều chuyên gia và các bác sĩ da liễu khuyên dùng bởi hiệu quả vượt trội của nó. Sản phẩm Xeragel ngày càng được cải tiến để mang tới sự trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Thành phần và hàm lượng. Thành phần chính của Xeragel là 100% silicon gel, dạng bào chế. Xeragel được bào chế dạng gel trong suốt. Quy cách đóng gói, mỗi hộp Xeragel gồm một típ có trọng lượng 10 g. Thuốc Xeragel có tác dụng gì? Silicon gel là một dạng hợp chất thuộc nhóm polymer, thường được sử dụng trong mỹ phẩm và một số lĩnh vực khác như y tế, thực phẩm, phòng thí nghiệm. Trên thực tế, silicon gel còn có tên gọi khác như phenyltrimethicone, dimethicone, cyclopentasilosan, cyclohexasilosan. Silicon gel có nhiều công dụng trong việc làm đẹp như cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, giúp cho da luôn giữ được sự mềm mại, mịn màng, kháng khuẩn, chống hình thành ổ viêm tại vùng da bị thương tổn, tăng độ bám dính của gel trên da, đem lại cảm giác mềm mại, không nhờn dính khi sử dụng, cải thiện tình trạng da không đều màu, cải thiện da trắng sáng hơn bằng cách loại bỏ các sắc tố da gây thâm sạm, giảm tình trạng kích ứng hay ngứa, đau trong quá trình lên da, non tại vết thương, cải thiện tình trạng nhăn trên da, kích thích khả năng hydrat hóa lớp sừng trên da, điều hòa sự sản sinh các nguyên bào sợi, tránh tạo sẹo lồi trên da, kích thích sản xuất enzyme collagenase để hạn chế tình trạng collagen tăng sinh quá mức, bảo vệ vùng tổn thương khỏi các vi khuẩn từ bên ngoài môi trường. Silicon gel phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, nên rất được ưa chuộng sử dụng trong công nghiệp mỹ phẩm. Công dụng của thuốc trị sẹo Xeragel: thúc đẩy phục hồi các tổn thương trên da, giảm tỷ lệ hình thành sẹo sau chấn thương, hỗ trợ cho người gặp tình trạng sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo thâm, sẹo mới hoặc sẹo lâu năm, sẹo để lại do chấn thương, phẫu thuật, sinh đệt, tai nạn, cơ địa, khắc phục tình trạng rạn da sau tuổi dậy thì hoặc sau sinh. Kết hợp với các loại thuốc đặc hiệu khác trong liệu trình hỗ trợ điều trị mụn trứng cá. Chỉ định sử dụng thuốc liền sẹo Xeragel: sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo thâm, sẹo mới hoặc sẹo lâu năm, sẹo để lại do chấn thương, phẫu thuật, sinh đệt, tai nạn, cơ địa. Đối tượng gặp tình trạng mụn trứng cá, đối tượng bị rạn da sau sinh hoặc sau dậy thì. Cách sử dụng thuốc bôi sẹo Xeragel: hướng dẫn cách dùng thuốc bôi sẹo Xeragel. Sản phẩm Xeragel được bào chế dạng gel nên được sử dụng bôi ngoài da. Các bước sử dụng Xeragel. Bước 1: làm sạch vùng da có sẹo, có mụn trứng cá cần điều trị và tay, thấm khô nhẹ nhàng bằng khăn bông, cần nhẹ nhàng để tránh làm hở vết thương vừa lành. Bước 2: lấy một lượng gel vừa đủ, thoa đều lên vùng da cần điều trị, massage nhẹ nhàng theo vòng tròn hoặc vỗ nhẹ để thuốc được thẩm thấu tốt hơn vào da. Bước 3: rửa sạch tay lại sau khi bôi thuốc. Lưu ý: hạn chế tiếp xúc với nước ngay sau khi bôi thuốc để tránh sự rửa trôi. Không cần dùng băng gạc băng kín lại sau khi bôi thuốc. Sử dụng sản phẩm liên tục và đều đặn mỗi ngày để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất. Liều dùng điều trị của thuốc Xeragel: mỗi ngày bôi Xeragel 3 lần vào sáng, trưa, tối, nên sử dụng một lượng vừa đủ để tránh gây kích ứng. Đồng thời bôi thuốc vào các thời điểm giống nhau giữa các ngày để đạt hiệu quả tối ưu. Thời gian sử dụng thuốc phù hợp với tình trạng sẹo của mỗi người. Đối với những vết sẹo mới và nhỏ thì hiệu quả thường rõ rệt sau 1 cho đến 2 tháng sử dụng. Đối với những vết sẹo đã lâu, sạm màu, lớn thì liệu trình điều trị kéo dài hơn, từ 4 tháng cho đến 6 tháng. Điều cần làm là kiên trì sử dụng sản phẩm, không sử dụng ngắt quãng. Việc sử dụng thuốc không đều đặn khiến hiệu quả của thuốc giảm đi đáng kể. Thuốc Xeragel chống chỉ định trong trường hợp nào? Không sử dụng Xeragel cho người có tiền sử mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong thuốc. Không sử dụng Xeragel cho vết thương hở, diện rộng và sâu. Thuốc Xeragel có tác dụng không mong muốn không? Trong quá trình sử dụng Xeragel có thể xuất hiện một số tác dụng không mong muốn như kích ứng, mẩn đỏ, ngứa, nhưng các biểu hiện trên đều xuất hiện ở mức độ nhẹ và thoáng quá, thường biến mất sau khi ngưng sử dụng thuốc. Tuy nhiên, nếu bạn thấy bất cứ biểu hiện nào khác hoặc các triệu chứng trên trở nên nghiêm trọng, không biến mất sau khi ngừng thuốc, thì hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn phù hợp. Chú ý và thận trọng trong quá trình sử dụng Xeragel, cần chú ý một số điểm như sau: tuyệt đối không sử dụng thuốc khi vết thương chưa lên da non. Sử dụng khi vết thương chưa lành có thể khiến cho vết thương bị nhiễm trùng và tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Xeragel phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, có thể sử dụng cho trẻ em, tránh để gieo dây vào vùng nhạy cảm như mắt hay niêm mạc. Trong trường hợp dây vào thì cần làm sạch ngay với nước để Xeragel xa khu vực vui chơi của trẻ em. Bảo quản thuốc ở nhiệt độ phòng từ 25 cho đến 30 độ, độ ẩm thích hợp, khô ráo, thoáng mát. Tránh bảo quản thuốc ở nơi ẩm ướt, không hợp vệ sinh, có ánh sáng chiếu trực tiếp cường độ cao. Khi sử dụng nếu thấy chất gel chảy lỏng, đổi màu thì không nên tiếp tục sử dụng, hãy mang sản phẩm thu hồi tại nơi quy định nếu có. Thuốc trị sẹo Xeragel giá bao nhiêu? Thuốc trị sẹo Xeragel có giá 660.000 đồng, tip 10g. Đây là mức giá mà Delist đã tham khảo được tại một số nhà thuốc và quầy thuốc trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên giá cả có thể được điều chỉnh ở các nhà thuốc và khu vực khác nhau. Phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng thuốc trị sẹo Xeragel. Tôi bị ngã xe máy và để lại một vết dài trên chân. Ngay khi vết thương khép miệng, tôi đã bắt đầu sử dụng Xeragel. Tôi sử dụng liên tục trong 2 tháng thì vết sẹo mờ đi rất nhiều. Tuy giá thành của Xeragel khá cao nhưng phù hợp với hiệu quả mà nó đem lại. Tôi bị vết sẹo mổ sau khi sinh bé thứ hai, vết sẹo cũng khá lâu nên dù tôi đã sử dụng hết 3 tuýp Xeragel nhưng chuyển biến không quá nhiều. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng thêm một thời gian trước khi chuyển sang sản phẩm hỗ trợ sẹo khác. Thuốc trị sẹo Xeragel có tốt không? Thành phần chính là silicone gel đã được chứng minh với những công dụng cực tốt cho da, đặc biệt là da bị tổn thương gây sẹo. Do vậy, Xeragel luôn được đánh giá là một trong những loại thuốc trị sẹo có hiệu quả làm mờ sẹo tốt nhất. Thuốc bôi sẹo Xeragel cũng là sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, sản xuất ngay tại quốc gia này. Các sản phẩm sản xuất tại đây đều phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe mà FDA Hoa Kỳ đặt ra. Dùng những sản phẩm như thế này mọi người không cần phải lo rằng nó có hại không hay có hiệu quả thật không. Bởi hiệu quả của nó đã được đánh giá rất tốt khi cấp phép lưu hành tại Mỹ. Link mua sản phẩm thuốc trị sẹo Xeragel mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.